Ok, chào các bác nhé. Hôm nay thì nhà em có mấy cái món hàng mới. Một hai ngày hôm nay thì thực sự các bác rất nhiều bác gọi điện bảo là sao em nên ít video vậy, thì thực sự các bác thông cảm cho em. Bởi vì thời điểm hiện tại là bên cửa hàng Quân Audio là đang chuyển địa điểm. Cho nên là sắp tới một vài hôm tới là sẽ có những cái mặt hàng và cũng như là những cái món hàng ưu ái cho các bác khi mà bên Quân Audio chuyển địa điểm cửa hàng đó nhé. Rồi ngày hôm nay thì giới thiệu đến tất cả mọi người, em có một vài bộ mic Rinocac mã là R3300. Ngày hôm nay chỉ có 5 bộ thôi, không có nhiều, chỉ 5 bộ duy nhất thôi, mà phải nói là cái lô này nó quá đẹp, thực sự đẹp xuất sắc luôn, thiếu mỗi cái hộp xốp. Còn đâu là nếu mà đủ đủ hộp xốp thì nó thật các bác, cái loại này em bán cho các bác bảo là nói chung là hàng mới nguyên hộp thì chắc nó cũng chả sai tí gì luôn, thấy chưa? Rồi trước mắt em giới thiệu qua một chút và sau cái đấy em sẽ báo ra luôn, và tí nữa test chất âm cho các bác cùng nghe nhá, test thử chất âm cho các bác cùng nghe sau luôn, thấy chưa? Rinocac R3300, cái quan trọng là hình thức còn rất đẹp, mặt không một vết xước các bác nhá. Mặt không một vết xước, được chưa? Quá ngon luôn. Từ hình thức mặt đằng trước, đằng sau, hay thậm chí là ở trên, ở dưới này cho các bác xem. Rồi đến tay chân, đây, cho các bác nhìn này, đây nhá, R3300, model này, Rinocac thương hiệu của Mỹ, được chưa? Một thương hiệu đến từ nước Mỹ, quá ngon luôn. Đẹp không một vết xước, thực sự bác quá đẹp. Đấy, hàng quá chuẩn luôn các bác nhá. Đây, đằng sau đây, dòng mic này thì bao sóng cho các bác thoải mái, các bác làm sự kiện, các bác làm sự kiện thì cái dòng thương hiệu Rinocac thì cũng chả xa lạ gì rồi, đúng không ạ? Đây, jack cao lông, jack 6 ly này, trình độ nhạy này, âm lượng con này là âm lượng đằng sau này, đấy, anten cao, được chưa? Hàng bãi xịn luôn, hàng bãi xịn. Đây, cho các bác xem phỉnh mạch này, nguyên zin hết từ A đến Z, được chưa? Đây, đồ thu con này như bao thuốc lá luôn, và thậm chí còn tốt hơn bao thuốc lá. Đây, cho các bác xem nhé. Bao thuốc lá ngoài bắc thì là bao thăng long này, rất là thông dụng này. Đấy, được chưa? Sóng con này thì em bao cho bác luôn rồi, quá đẹp. Riêng con này em chỉ có vài bộ duy nhất thôi, tất cả mọi người nhá, em chỉ có mấy bộ duy nhất thôi. Đây, tay chân của nó đây, tay em cũng bao zin cho bác luôn, từ nước sơn, được chưa? Bao zin từ nước sơn luôn, đến cái đít chụp này, Rinocac này. Dòng này nếu đúng nó còn hộp xốp thì đúng là các bác, em bảo luôn là hàng này hàng mới thì các bác cũng chả chê được đâu cả, bởi vì là nó còn quá đẹp, thực sự nó còn quá đẹp luôn, được chưa? Màn hình còn quá ngon, không một vết xước. Đây, củ cô này quá nhá, hàng bãi nhá, củ cô Rinocac này, dynamic này, lẫy pin thứ nó còn nguyên hết, được chưa? Lẫy pin còn nguyên hết, thực sự là cái lô hàng quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. Rồi báo giá luôn để cho các bác cùng tham khảo, và sau đây em sẽ test thử chất âm cho các bác nghe nhá. Hôm nay em có 5 bộ mic Rinocac, mã là R3300. Dòng sản phẩm này thì nhà em hiện tại cung cấp cho bác chỉ có 5 bộ duy nhất thôi, 2.800.000 bộ, 2.800.000 bộ nhá. Các bác đừng nên so sánh với các dòng mic khác, bởi vì các dòng hàng bãi thì cái chuyện nó chênh nhau 1-200.000 rất đơn giản và rất bình thường. Cái quan trọng là mic đẹp, giá thành ok, đúng không nhá? Số lượng không có nhiều đâu, chỉ có vài bộ thôi. 2.800.000 bộ sẽ được miễn phí ship và bảo hành cho các bác 6 tháng, các bác yên tâm sử dụng. Được chưa? Bảo hành 6 tháng cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đẹp như nhau hết, cho nên là các bác yên tâm rằng là không có chọn cho anh bộ đẹp hay là chọn cho anh bộ xấu ở đây cả, mà ở đây là bộ nào cũng như bộ nào, bộ nào cũng đẹp. Đấy, zin, bao zin hết từ A đến Z cho các bác, được chưa? Bao zin hết cho các bác, Rinocac thương hiệu đến từ nước Mỹ nhá. Rồi em sẽ thử lắp một bộ vào cái hệ thống âm thanh, sau đây em test thử chất âm cho các bác cùng nghe này. Ok các bác nhá, bây giờ em sẽ lắp cái bộ mic Rinocac R3300 này để test chất âm cho tất cả các bác cùng nghe. Và đặc biệt là thực sự với bác là cái lô mic quá đẹp luôn. Đây, cho bác xem nhá. Thấy cái tay nhá, rất sạch sẽ luôn nhá. Em đã bật rồi nhá, quay trực tiếp vào điện thoại. Hiện tại đã bật rồi, thế nhưng hiện tại các bác nghe không hề có tiếng sôi ra loa. Đấy, không hề có tiếng sôi ra loa. Bởi vì dòng này dòng mic chuyên nghiệp, chuyên sự kiện L1267L12. Các bác nghe chưa? Quá sạch sẽ luôn. L12L. Đây, cho fake lên này. L6L1267L. Rồi, test chất âm cho bác nghe nhá. Đây, test thử chất âm bằng một hai câu hát cho bác cùng nghe nhá. L6L. Cho tiếng vật lên tí, em thích hát tiếng reverb nghe nó sang. Echo giảm một tí các bác nhá. Ok. L6.
thực sự bác, bộ mic quá hay luôn. Bộ mic Rinacac R3300 bác nhá. Em chỉ có 5 bộ duy nhất thôi. Đấy là video chi tiết cho bác xem rồi. Được đẹp như thế này, được xuất sắc như thế này, thực sự quá hiếm trên thị trường. Và anh em cung cấp cho bác với cái giá 2.800.000 các bác nhá. Mọi chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0982 838695, hoặc nhắn tin Zalo cho em để đặt hàng với bộ mic này nhá. Đấy, và bác nào thích con Mengo, hàng Mengo này, vàng bãi X10 Mengo này, đấy, có thể liên hệ cho em 2.700.000 luôn. Thấy chưa? Đấy rồi, ok, cảm ơn các bác rất nhiều cùng xem video của bên em ngày hôm nay. Và các bác đi qua vui vẻ bỏ ra 1-2 giây nhá, cho em xin nút like và nhớ đăng ký kênh nút đỏ phía dưới để cùng đón nhận những sản phẩm và những video tiếp theo bên em. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé.